Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của nhận thức luận. Nói cách đơn giản, nhận thức luận là gì? Nhận thức luận, triết học nghiên cứu về bản chất, nguồn gốc và giới hạn của tri thức con người. Các thuật ngữ có nguồn gốc từ tính Hy Lạp, episteme, tri thức, và hiểu tượng, lý do, và phù hợp lĩnh vực này đôi khi được gọi là lý thuyết về kiến thức. Nhận thức luận là gì và tại sao nó lại quan trọng? Nhận thức luận rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến các nhà nghiên cứu định khung nghiên cứu của họ trong nỗ lực khám phá tri thức bằng cách xem xét mối quan hệ giữa một chủ đề và một đối tượng. Chúng ta có thể khám phá ý tưởng về nhận thức luận và cách nó ảnh hưởng đến thiết kế nghiên cứu. Mục đích của nhận thức luận là gì? Một mục tiêu của nhận thức luận là xác định các tiêu chí cho tri thức để chúng ta có thể biết những gì có thể hoặc không thể biết. Nói cách khác, nghiên cứu nhận thức luận về cơ bản bao gồm nghiên cứu nhận thức luận tổng hợp những gì chúng ta có thể biết về bản nhân thân tri thức. Ai là cha đẻ của nhận thức luận? René Descartes, từ 1596 tới 1650, được nhiều người coi là cha đẻ của triết học hiện đại. Những đóng góp đáng chú ý của ông mở rộng cho toán học và vật lý. Mục này tập trung vào những đóng góp triết học của ông trong lý thuyết kiến thức. Nhận thức luận hiện đại là gì? Sự hiểu biết về tri thức tại nơi làm việc, ngầm hiểu hay rõ ràng. Trong phần lớn nhận thức luận cổ đại và hiện đại là tri thức được coi là niềm tin chân chính chính đáng, có một sự đồng ý rộng rãi bằng những niềm tin chân chính vô tình, như thế không được tính là kiến thức. Nhận thức luận chân lý là gì? Trong triết học và nhận thức luận, các lý thuyết nhận thức luận về chân lý là những nỗ lực phân tích khái niệm chân lý dưới các khía cạnh của nhận thức luận như kiến thức, niềm tin, sự chấp nhận, xác minh, sự biện minh và quan điểm. Mỗi quan niệm mang tính nhận thức luận về sự thật có thể bị các chỉ trích khác nhau. Vấn đề với nhận thức luận là gì? Vấn đề trung tâm trong nhận thức luận của nhận thức là giải thích cách thức nhận thức có thể mang lại cho chúng ta kiến thức hoặc niềm tin chính đáng về thế giới bên ngoài, về những thứ bên ngoài bản thân của chúng ta. Nhận thức luận trong nghiên cứu là gì? Nhận thức luận trong nghiên cứu kinh doanh như một nhánh của triết học về đề cập đến các nguồn tri thức. Cụ thể, nhận thức luận quan tâm đến các khả năng, bản chất, nguồn gốc và giới hạn của tri thức trong lĩnh vực nghiên cứu. Nói một cách đơn giản, nhận thức luận tập trung những gì được biết là đúng hai nguồn. Hai nguồn kiến thức chính là gì? Nguồn kiến thức thứ nhất, nhận thức, cái có thể nhận thức không thông qua kinh nghiệm của các giác quan. Thứ hai, lý trí có thể được coi là một nguồn kiến thức bằng cách suy ra chân lý từ kiến thức hiện có, hoặc bằng cách học những điều tiên nghiệm, khám phá ra những chân lý cần thiết, chẳng hạn như chân lý toán học, thông qua lý trí thần túy. Nhận thức luận trong xã hội là gì? Nhận thức luận là chi nhánh của triết học liên quan đến việc nghiên cứu về tri thức. Kiến thức truyền thống định nghĩa và là niềm tin thật chính đáng. Nhận thức luận cổ điển thiết lập một thuyết nhị nguyên những tâm trí và một thức thực tại vật chất bên ngoài tâm trí. Giáo dục nhận thức luận là gì? Nhận thức luận cơ bản là một nhánh của triết học nghiên cứu nguồn gốc, bản chất, phương pháp và giới hạn của tri thức nhân loại. Nhận thức luận cá nhân của chúng ta ảnh hưởng đến lý thuyết học tập của chính chúng ta, và do đó cách chúng ta tiếp cận, thiết kế và phân phối các lớp học của mình. Ý nghĩa giáo dục của nhận thức luận là gì? Một cuộc khảo sát nhanh về các vấn đề ý tưởng chính trong nhận thức luận cho thấy một hàm ý quan trọng đối với các nhà giáo dục. Mặc dù điều này quan trọng này là phải dạy cho học sinh những kiến thức cụ thể
mà các chuyên gia trong lĩnh vực khác nhau đã khám phá hoặc xây dựng. Nhưng điều quan trọng hơn là phải đảm bảo rằng học sinh tìm hiểu cụ thể. Nhận thức luận chủ quan là gì? Mặc dù không phải là sự phủ nhận rằng một thực tại bên ngoài tồn tại, nhưng một nhận thức luận chủ quan vì nhìn nhận tri thức như một giá trị đầy ắp, kiến thức phổ quát và không bị ảnh hưởng về một thực tại bên ngoài, không thể có được ngoài những suy tư và diễn giải cá nhân. Nhận thức luận phương Tây là gì? Những nhà nhận thức luận phương Tây đã thường được xác định kiến thức về tín ngưỡng thật sự công bình, thường được tìm hiểu nhận thức luận như đang quan tâm đến việc đánh giá tri thức thông tin tín ngưỡng. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.